cuối cùng của môn này trước nha, vì cái này nó có liên quan đến việc thi của chúng ta. Thì đó là nói đến cái vấn đề là securing web application là cuối cùng ha, tại vì học cái này chứ không đến buổi cuối cùng mới làm cái này, ta không kịp ôn tập để mà thi. Rồi thì về nội dung bài này á, sẽ giới thiệu với các bạn các cái vấn đề ha. Một á là giải thích cái nhu cầu và các cái tính năng của cái việc là bảo bảo securing ha, tức là bảo mật ha. À, các nhu cầu và tính năng cái việc bảo mật ứng dụng web. Giới thiệu với các bạn về các cái cách người ta gọi là các phương pháp ha, gọi là HTTP basic, HTTP BZ đúng không? Client authentication đúng rồi, client authentication và form-based authentication. Rồi, sau đó là giới thiệu việc với các bạn cái việc config cái phần này trong tomcat. Thì trong tomcat thì thay đổi lại sẽ config trong myara. Config trong myara chẳng qua là mình tạo username với password, tạo tài khoản nữa các bạn. Rồi, sau đó là cái cách mà chúng ta thực hiện các cơ chế bảo mật web cho HTML, tức là mô tả cái ràng buộc ha, mô tả cái thông tin bảo mật web cho HTML. Thì cái việc mô tả này á thì mình sẽ gọi đó là declarative security, cái declarative security dưới này ha. Rồi sau đó trình bày một chút với các bạn về cái gọi là programmatic security, tức là lập trình. Giới thiệu với các bạn một số các cái lớp mà hỗ trợ cho cái việc này trong trong tầm kép trong 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 JSP, trong serverless, và một số các cái method mà serverless hỗ trợ mà xác định định danh của người dùng. Thì đây là cái phần nội dung của cái bài này. Thì nói chung á là trong bài này chúng ta tập trung vào cái chuyện là mô tả về cái security với tomcat ha, sử dụng công cụ là tomcat. Thì phần này thì các bạn xem cho kỹ ha, xem kỹ để mà chúng ta làm việc. Phần này rất là quan trọng các bạn nha. Rồi, tiếp theo á là nói về cái phần security. Thì ở đây á thì các bạn sẽ thấy á, khi mà máy tính của chúng ta truy cập vào web, có thể là các bạn là máy client truy cập vào web server, và cũng có thể web server đang phục vụ cho client. Thì hai cái máy là máy server hoặc là máy client đang kết nối với nhau trên mạng, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta thường sẽ không kết nối trực tiếp được, mà sẽ gián tiếp, có thể thực hiện gián tiếp thông qua rất là nhiều cái máy trung gian, rất là nhiều cái máy con, máy trung gian. Và khi mà chạy qua nhiều cái máy trung gian như thế này thì các bạn sẽ thấy là khả năng mà bị tấn công, bị chặn gói tin, bị tấn công, bị bắt giữ thì lúc nào cũng có thể xảy ra cả. Và như vậy thì làm sao để chúng ta có thể giảm giảm được cái rủi ro xuất hiện khi mà truy cập internet ở đây, tức là giảm bớt cái rủi ro bị tấn công, giảm bớt cái rủi ro bị chặn bắt và ăn cắp gói tin. À, thì trong cái phần security ha, trong cái bài cái môn đầu tiên trong môn trong cái kỳ này thì thầy cũng đã có trình bày với các bạn rồi ha, một số giải pháp, trong đó là có giải pháp mã hóa ha, để mà bảo vệ thông tin. Nhưng mã hóa là bảo vệ thông tin thôi ha, nhưng mà chúng ta sẽ không có chống được cái tấn công ha. Thì như vậy thì trong cái web application của chúng ta thì người ta cũng có cung cấp chúng ta một số giải pháp để mà làm được điều này. Và trên slide thì người ta cũng có một cái ví hình minh họa cho các bạn các cái toàn cảnh cái việc kết nối vô cái kết nối mạng, kết nối internet. Đó. Thì ở đây á thì để mà hỗ trợ cho vấn đề về bảo mật thì người ta có cung cấp cho các bạn ba cái cơ chế, ba cái vấn đề quan trọng cần đảm bảo. Một đó là xác thực. Xác thực là chỉ cho phép người dùng đã xác thực có thể truy cập đúng cái thông tin của mình, và xác thực ở đây sẽ sử dụng username với password. Thứ hai á, confidentiality là tin cậy.
tin cậy nó phải đảm bảo được cái thông tin truyền từ client lên server, tức là giữ cái thông tin nó sẽ không không bị nhìn thấy được bởi những người khác. Thông tin của người nào gửi lên thì chỉ có người đó biết thôi, những người khác không cần biết, không cần biết, không cần thấy. Cái thứ ba là tính toàn vẹn, integrity, đảm bảo rằng nội dung truyền giao tiếp, nội dung truyền á, communication đây bạn có thể là thông tin truyền ha, có thể hiểu là thông tin truyền, không thay đổi trong suốt quá trình truyền. The communication is not change, tức là cái quá trình giao tiếp của chúng ta, thông tin nó sẽ không bị thay đổi trong cái quá trình giao tiếp này. Đó. Thì đây là cái vấn đề ha, cái vấn đề liên quan đến cái dục. Rồi, tiếp theo nữa là khi mà chúng ta truy cập vào một cái tài nguyên, tức là nói nôm na mà truy cập vào một cái trang web, được không? Thì các bạn cần phải xác định, xác thực, thông tin của các bạn phải xác thực, chính chủ hay là có quyền chúng ta mới truy cập được. Thì đây là cái vấn đề liên quan đến cái xác thực phần quyền. Xác thực là cho phép chúng ta biết là chúng ta là ai, và sau khi mà xác thực xong thì mình sẽ kiểm tra xem các bạn có quyền gì, và dựa vào quyền đó có được truy cập vào cái tài nguyên mà các bạn đang muốn truy cập hay không. Rồi thì trên đây là có hình vẽ mô tả cái workflow. Thì bạn có thể hình dung cái workflow hay mình gọi là cái thao tác các bạn ha, cái thứ tự thực hiện. Thì trình duyệt client rồi yêu cầu lên thì dữ liệu có thể sẽ được mã hóa, truyền lên server xong giải mã, gửi là giải mã hóa và giải mã. Thì cái mô hình mà dữ liệu mà mã hóa xong giải mã hiện nay chúng ta đang sử dụng đó là chúng ta đang sử dụng cái gọi là HTTPS công khai các bạn nha. Rồi web server nhận được cái dữ liệu của chúng ta để kiểm tra xem thông tin người dùng, xác thực người dùng có quyền không, người dùng có đúng không, đúng thì mới đi tiếp, sai thì reject, không cho phép truy cập luôn. Và nếu người dùng đã đúng rồi thì mình mới kiểm tra tiếp cái quyền, được người dùng có quyền không, có thì cho phép truy cập, sai thì không cho phép truy cập. Đó thì trên đây là toàn cảnh cái ví dụ ha, toàn cảnh cái ví dụ minh họa các bạn, cái hoạt động, cái thao tác hoạt động ha, của cái cơ chế là xác thực. Rồi thì ở đây á, thì về cái web application thì cái application được bảo vệ thông qua là application developer, application deployer. Thì đối với application developer sẽ thiết lập cái bảo vệ cho ứng dụng bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng các cái annotation hoặc là sử dụng cái tập tin là deployment director. Chúng ta sẽ là mô tả những cái vùng nào trong web sẽ được bảo vệ. Còn application deployer, người triển khai là cái người này sẽ thiết lập những cái thông tin về role, về cơ chế bảo vệ trên phía web server để cho phép vào cái application chúng ta khi mà đưa lên web server nó sẽ được an toàn hơn. Và trong Java thì một số thuật ngữ liên quan đến cái vấn đề bảo mật này thì các bạn có thể thấy ở trên slide sẽ bao gồm người dùng, user, thông tin về user. User ở đây được xem thông tin là thông tin của người dùng, và thông tin này sẽ được mô tả trong web server. Tức là phía trình duyệt là chúng ta, phía application là chúng ta không làm gì hết, chúng ta đang dùng cái user web server cung cấp. Và đối với web server thì ngoài cái user ta còn tạo ra cái group, là một có thể là một group có nhiều user, và cũng có thể là một user join vào nhiều cái group khác nhau. Rồi phía application thì lập trình viên có thể dựa trên cái mô tả user và group để các bạn có thể mô khai báo ra những cái vùng role. Role được xem như là thông tin người dùng ha, cái quyền của người dùng. Và sau đó quyền này sẽ được map vào một cái group nào đó để thể hiện sau khi người dùng đăng nhập dựa trên cái group của người dùng, xác định người dùng có quyền gì trên ứng dụng. Và như vậy các bạn sẽ thấy ha, cùng có thể có hai ứng dụng khác nhau nhưng mà có thể dùng chung cái thông tin user và group. Hai ứng dụng khác nhau có thể dùng chung thông tin user và group ở đây. Và có thể map, có thể ánh xa về cái role theo cách thức khác nhau. Mỗi ứng dụng có một cái cách quản lý khác nhau. Thì cái này các bạn lưu ý giùm cho thầy. Và cuối cùng ở đây mình sẽ có khái niệm là Dream. Dream được xem như là một cái cơ sở dữ liệu người dùng và nhóm. Tức là sau khi mà chúng ta đăng nhập xong thì chúng ta sẽ có thông tin của người dùng. Và để cái application có thể làm việc được với cái
thông tin người dùng ở phía server. Thì sau khi bạn đăng nhập xong thì nó sẽ tạo ra một cái rim lưu thông tin của người dùng này, cái nhóm người dùng trên cái web của chúng ta, để mỗi khi các bạn truy cập vào thông tin người dùng, thay vì việc kết nối vô server để lấy thông tin này ra, bây giờ người ta chỉ cần vô cái rim ta lấy ra thôi. Các bạn hình dung được chưa? Đây là khái niệm về rim ha. Đó, thì trên cái Java web thì chúng ta sẽ có bốn cái thuật ngữ mà chúng ta cần chú ý ở đây. Thì để mà tạo ra cái tài khoản người dùng thì trên server, trên slide người ta nói giới thiệu với các bạn về tâm kết. Thì thực ra trong tâm kết để tạo ra thông tin người dùng khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần đưa vào thông tin username với password là xong. Và thông tin này sẽ được đặt nằm trong cái tập tin là tâm kết từ user.html. Nhưng mà trong phần này thì chúng ta sẽ không làm việc với tâm kết mà chúng ta làm việc với GlassFish ha, hay là Payara. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái việc tạo ra tài khoản người dùng trong Payara. Thì các bạn lưu ý giùm cho thầy một chút ha. Tạo ra tài khoản người dùng trong Payara. Đây. Thì bây giờ thì cái Payara server thầy đang chạy bên bên NetBeans này các bạn ha. Bạn sẽ vô NetBeans cái server ra, lít chuột phải vô Payara server, nếu nó chưa start start nó lên. Nó start rồi thì các bạn lít vô trong cái view admin domain admin console. Hoặc là các bạn có thể vô bạn gõ localhost 2.4848 cũng được các bạn. Đó, thì các bạn có thể tham khảo thêm trên slide giùm thầy. Rồi, trong cái Payara server này thì các bạn đi vào cái phần mà chúng ta gọi là server config. Đây ha, và kéo xuống thấy có cái server config không? Mở nó ra, thằng cuộn xuống. Tại vì nó có nhiều nữa các bạn, bên này nó bị máy của thầy biết bị lỗi sao nó hiện hết nè. Thì trong cái server config á, bạn đi kiếm cái phần gọi là security, thấy không các bạn? Security, mở nó ra. Trong cái phần security này, các bạn đi tìm cái mục rim, thấy cái rim không? Mở nó ra. Thì trong cái rim này á, nếu mà trong admin rim á thì bạn thấy là có cái user admin của mình nè. Lúc đầu mình tạo tài khoản, đặt cái user admin của mình nằm ở đây. Bạn muốn đổi mật khẩu, các bạn có thể vô đây các bạn thay đổi. Còn chúng ta không dùng cái admin rim mà chúng ta dùng cái file. Admin rim á là để tạo ra tài khoản quản lý thông tin của Payara server. Thì cái file này nó tạo ra tài khoản mà cho web application sử dụng. Để các bạn. Các bạn xem thêm nha. Cái file này ha sẽ dùng để quản lý những tài khoản mà truy cập qua web các bạn nha. Thì đây các bạn thấy được cái file chưa? Để đợi chút cho các bạn coi để các bạn làm theo nha. Và đi thi á, thì chúng ta sẽ có cái phần security này, và cái phần security này chiếm các bạn khoảng từ 20 đến 30 điểm. Cái này tùy theo đề bài thôi, không rành lắm, nhưng mà khoảng từ 20 đến 30 điểm đấy. Được chưa? Rồi sau khi bạn đến cái mục file rồi á thì bạn click vô cái manage user. Thì các bạn có thể là nếu mà các bạn chưa làm gì thì bạn thấy nó sẽ ra trống giống như thầy nè. Đúng không? Thì tới tạo ra hai cái user. Một cái user tên thầy đi, Quang. Thì thầy cho vô cái group admin. Đúng không? Password thì đặt số 1 rồi các bạn. Thì cái này á bạn dùng tài khoản Quang này không đăng nhập vào Payara được đâu, mà mình chỉ dùng cái tài khoản Quang này trong cái web thôi. Và group này bạn thấy không? Bạn coi trên slide nè. Thầy có nói với các bạn hồi nãy đúng không? Trên application server người ta sẽ cung cấp cho các bạn cái user và cái group. Đây, cái user này ha. Group này ha. Okay. Và thầy tạo ra một cái tài khoản thứ hai. Tài khoản này thầy đặt tên nó là Bắt nè ha. Thầy tạo ra cái tài khoản thứ hai. Ủa đâu rồi? New nè, thầy đặt tên nó là user đi, group cũng là user luôn. Được chưa? Ok. Thì Quang là admin đúng không? User là thuộc về cái nhóm user. Hả? Bạn tạo thử đi các bạn.
Được chưa? À, tạo tài khoản này chỉ có như vậy thôi đó các bạn. Thực ra ở đây á là chúng ta tạo tài khoản á, là trong Payara hay là dùng GlassFit nó cũng giống nhau như vậy thôi. Nhưng mà nếu các bạn qua Tomcat đó thì trong Tomcat đó là người ta sẽ có một cái tập cái tài khoản trong Tomcat sẽ được lưu trong một cái tập team XML và Tomcat trừ user trong XML, và các bạn chỉ đơn thuần là chúng ta đi vào trong cái tập tin đó mình add thêm một số các cái record xong. Nhưng mà bên này thì chúng ta không có cái điều này ha. Trong Payara phải thông qua admin console, thì cái này chúng ta gọi chung là admin console nè để tạo tài khoản. À, thì các bạn xem là coi có vấn đề gì ở đây không. Rồi xem lại coi chúng ta có thắc mắc gì trong cái phần này không các bạn. Tạo được tài khoản chưa? Rồi. Alo. À, được rồi đúng không? Để nhắc lại là cái tạo tài khoản rất là quan trọng đó nha. Chú ý cho kỹ á. Và tạo được tài khoản là coi như xong ha. Rồi, như vậy thì trên đây thầy vừa hướng dẫn các bạn cái việc tạo tài khoản trong Payara, trong GlassFit, thay cho cái chuyện mà sử dụng Tomcat. Trong Tomcat là chỉ đơn thuần là copy cái dòng này xuống và sửa lại thôi. User các bạn ha, user có username, password, role, role bạn mô tả ở đây luôn. Đó, thì như vậy các bạn. Rồi, tiếp theo á. Tiếp theo á là nói đến cái vấn đề là cơ chế xác thực. Thì cái cơ chế bảo vệ mà được dùng cho cái xác thực và cho cái việc là xác thực ha, và thân quyền thì chúng ta gọi chung đó là cái cơ chế bảo mật ha, security mechanism. Và đối với cái security mechanism này thì cái thao tác đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm ở đây nó chính là cái gọi là authentication mechanism. Về authentication mechanism này thì chúng ta sẽ có trong trong Java, thực ra không phải chỉ riêng Java mà bất kỳ một cái ngôn ngữ là lập trình web nào khác người ta đều hỗ trợ các bạn bốn giải pháp cơ bản, đó là basic authentication, bz authentication, client authentication và https client authentication và form based authentication. Thì về phần này các bạn có thể tham khảo thêm ở trên slide giùm thầy. Về HTTP basic authentication method thì trong cái phương pháp mà xác thực gọi là HTTP basic thì trình duyệt sẽ bật ra, trình duyệt sẽ pop up tức là đưa ra một cái hộp thoại login, sẽ nhắc người dùng nhập cái thông tin cái định danh của mình tức là username password vào. Và nếu mà user sau khi mà user đăng nhập xong thì nếu user được phép thì hay là user đăng nhập đúng á, đúng cái username password á thì user sẽ tiếp tục truy cập được cái tài nguyên mà mình mong muốn, nếu không là không truy cập được. Rồi về HTTP DGS Authentication thì nó giống như HTTP Basic, khác biệt nếu có nghĩa là cái password của mình sẽ bị hack, là bị mã hóa, password sẽ được mã hóa. Như vậy thì với password mã hóa thì thông tin nó sẽ khó dò ra hơn so với Basic, và cơ chế DGS với Basic gần như là giống nhau nên tí nữa phần demo chúng ta chỉ tập trung vào cái phần basic thôi. Cái tiếp nữa là form based authentication thì trong cái form based authentication thì trình duyệt sẽ thay vì pop up ra một cái cửa sổ đúng không, thay vì trình duyệt pop up ra một cái cửa sổ đúng không, pop up login panel tức là cái hộp thoại login, thì bây giờ là trình duyệt sẽ chuyển sang cái trang login để mà xử lý cái việc login này. Thì cái màn hình pop up á, nhiều khi nó không đẹp, nó không thân thiện. Các bạn dùng cái trang login thì nó sẽ thân thiện hơn, nó sẽ giúp cho người dùng có thể là yên tâm hơn, ví dụ vậy ha. Để dùng cái pop-up thì người ta có thể không yên tâm. Và user cũng nhập username password giống y chang như là trong cái page thôi. À. Và trong trường hợp là đăng nhập đúng, người dùng sẽ tiếp tục truy cập được đến cái trang web mong muốn của mình. Nếu đăng nhập mà không đúng thì sẽ bị trả về. Còn HTTPS Client
Authentication Method á, thì trong cái phần HTTPS Client Authentication trình duyệt sẽ dùng cái giao thức HTTPS sẽ được cái này là một cái giao thức mà tương đương với HTTP, nhưng mà cái khi mà bạn dùng cái giao thức HTTPS này á, thì nội dung các bạn ha, là cái thông tin mà mình truyền nó sẽ bị mã hóa. Và như vậy thì các bạn sẽ thấy là khi toàn bộ nội dung truyền bị mã hóa thì nó sẽ an toàn hơn so với cái việc không mã hóa rất là nhiều. Thì phần này thì các bạn có thể mình tham khảo thêm. Trong phần demo để chạy được cái HTTPS, chạy được cái HTTPS client thì đòi hỏi bạn phải config là cái server có hỗ trợ thì chúng ta mới sử dụng được. Nên phần này chúng ta sẽ không có tập trung ha. Chúng ta chỉ làm tập trung demo trên hai giải pháp HTTP Basic Authentication và Form-Based Authentication. Những cái phần còn lại thì chúng ta sẽ không thực hiện demo này. Cái thực ra cái reject tương ứng với cái basic mà bắt buộc sẽ được mã hóa ha. Còn cái HTTPS thì chúng ta sẽ không config được cái web server để hỗ trợ cái HTTPS nên sẽ không xài cái giao thức này thôi. Rồi, về cái gọi là HTTP Basic Authentication thì trình duyệt sẽ pop up ra, nó bung ra một cái tập phần login để yêu cầu người dùng nhập username password vào. Và ở đây á thì người ta làm việc cái về HTTP Basic làm việc trên cái cơ sở đó là giả sử rằng cái kết nối giữa client với server là tin cậy. Tại vì ở đây chúng ta đang truyền là truyền plain text đi. Mà nếu cái kết nối mà không tin cậy là hacker có thể đứng ở giữa, người ta capture mấy cái gói tin của mình. Khi người ta capture gói tin thì các bạn thấy là thông tin bị mất. Cho nên cái ở đây người ta mới giả sử rằng là cái kết nối chúng ta đó là tin cậy ha. Rồi, đối với HTTP Basic á, thì người ta sẽ không cung cấp cho các bạn một cái giải pháp bảo vệ nào cả. Mà ở đây á, toàn bộ thông tin trong cái quá trình truyền nó không mã hóa. Thực ra thì nó chỉ có làm một cái giải pháp rất là đơn giản, đó là nó encode thôi, dùng Base64 encode thôi. Và nếu hacker mà tóm được gói tin này là ta có thể giải mã ra cách khá là dễ dàng, lấy được đầy đủ username và password luôn. Cho nên là chúng ta cũng cần phải cẩn thận ha. Chúng ta cần phải cẩn thận khi mà làm việc với cái phần mà thầy vừa trình bày. Rồi, tiếp theo á là nói đến cái tiếp theo á thì nói đến cái vấn đề gọi là HTTP Reject. Thì đối với giải pháp HTTP Reject á thì cơ chế xác thực nó giống như là HTTP Basic, nhưng mà lúc này cái password nó sẽ được mã hóa, nó hát ra. Và các bạn nhớ rằng khi password đã hát thì cái phần dữ liệu lưu trong các thông tin password lưu trên database cũng phải được hát theo. Và phía cái password hát xong thì nó mới truyền về phía server. Cho nên cái giải pháp mà hát cái password nó phải nằm phía client. Như vậy khi mà server nhận được, chúng ta nhận được cái password đã được mã hóa. Và nếu hacker có chặn tóm được cái gói tin truyền của mình thì người ta cũng sẽ không lấy được thông tin. Thì điều này nó giúp cho cái hoạt động nó sẽ an toàn hơn. Thì phần này các bạn có thể là xem thêm ha. Rồi về HTTPS Client Authentication thì phần này thì các bạn có thể xem thêm ở trên slide. Thì về cái HTTPS đây là cái giao thức hiện nay Google đang khuyến khích chúng ta sử dụng. Thì khi mà dùng cái HTTPS này nè, toàn bộ cái dữ liệu trong quá trình kết nối nó trong quá trình mà xử lý giữa web server với web client thì nó đều được mã hóa. Và mã hóa như vậy, thấy không? Thì cái tính an toàn nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên á, bạn thấy không? Khi mà dữ liệu mã hóa thì tiết lên mã hóa dữ liệu truyền lên, server nhận được giải mã, rồi server trả kết quả về, nó phải mã hóa mới truyền về, client nhận được giải mã ra. Thì cái thời gian mã hóa và giải mã nó khá là lâu. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng á, nếu chúng ta đo hay là so sánh cái tốc độ mà sử dụng HTTP với HTTPS thì bạn thấy là HTTPS ngày nay nó sẽ chậm hơn so với HTTP rất là nhiều. Cho nên là khi mà lựa chọn trong cái việc sử dụng HTTP, HTTPS các bạn phải chú ý đến vấn đề về performance.
chú ý đến vấn đề về tốc độ á, chứ không là chúng ta sẽ không thực hiện được đâu ha. Chúng ta sẽ bị vấn đề liên quan đến cái xử lý á, cái tốc độ đường truyền các bạn ha. Rồi à, nhưng mà đối với Google á, nếu bạn nào mà có kỹ thì bạn sẽ thấy ha, Google ngày nay thì rất là khuyến khích sử dụng cái giao thức là HTTPS, và người ta sẵn sàng đánh đánh điểm cao, tăng tăng điểm á, trong cái search engine để mà khuyến khích người dùng tập trung sử dụng cái HTTPS cái việc HTTP. Thì phần này thì các bạn có thể là xem thêm ha, chứ còn không là chúng ta cũng không hiểu rõ được về cái giao thức này đâu. Rồi tiếp theo nữa là fanpage, thì về mặt ý tưởng thì fanpage nó cũng sẽ tương tự như là pagefeed, ở đây là chỉ hình thức thay thế cho pagefeed bằng cách là cho phép mình tạo ra một cái form của riêng mình cho nó sinh động hơn thôi. À, thì phần này thì các bạn có thể là tham khảo thêm ha. Rồi thì về cái cấu hình thì sau khi bạn thiết lập xong thì tất cả cấu hình mà liên quan đến login á, bạn sẽ mô tả cho tập tin web.xml trong tổng kết. Và hiện nay á, là chưa có cái annotation tương ứng để cho web.xml nên bắt buộc các bạn phải gõ tay, tất cả bạn gõ hết, không có lựa chọn được đâu nha các bạn. Rồi thì bây giờ á, thì thầy sẽ hướng dẫn với các bạn trong cái chuyện là thực hiện các cái thao tác login ha, bằng cách là sử dụng đầu tiên là fanpage đi ha. Đây các bạn xem thêm ở đây nè, để làm bài demo đầu tiên nè. Ở đây sau khi mình đã thiết lập username password rồi đúng không, thì bây giờ mình sẽ vô đây mình tìm cái project đúng không, mình gọi là fanpage ha, thầy đặt tên là fanpage đi ha. À, bay chứ các bạn nhớ quên bay chứ check view ha, bay chứ à, check view bay chứ đi, cái tắt bây giờ các bạn. Check view bay chứ, các bạn xem lại đi, có vấn đề gì không? Skill basic ha. Finish. Rồi, về phần này thì đầu tiên á, mình sẽ tạo ra cái thư mục bảo vệ cái đã. Đây, mình cứ chọn này, chọn Dev. Thì cái thư mục được bảo vệ của thầy ở đây á, thì đặt tên nó là admin đi, new một cái, bạn lấy chuột phải vô web page nha, new một cái folder, rồi trong thư mục admin này bạn thêm cho thầy một cái file là index.txt, thì trên này mình chỉ làm một cái rất là đơn giản thôi, admin index admin index, và thêm một cái trang nữa là trang cái trang nào đó thì mình gọi là admin đi chẳng hạn. Thì mình có cái index ấy, là mình chỉ cần truy cập vào thư mục admin thì tự động index nó load lên, hoặc là bạn truy cập vào cái trang KFB, cái trang mà admin.php ha. À.
Được chưa? Và bây giờ mình sẽ cấu hình là để truy cập vào cái thư mục admin thì cần phải có tài khoản trên sử dụng cái tài khoản tâm kết là admin. Được chưa các bạn? Rồi hai. Rồi thì bây giờ mình chỉ có đi config ở trong web cho biết email thôi các bạn. Và tin web cho biết email hiện nay không có nên mình phải tích chuột phải vô new chọn là standard deployment descriptor, standard deployment descriptor web cho biết email. Nếu không có thì bạn vô add chọn web, đúng không? Category chọn web, file type chọn là standard deployment descriptor. Rồi sau đó là next và finish. Là mình sẽ có web cho biết email. Thì trong phần này á thì đầu tiên các bạn khai báo cho thầy một cái thẻ là login config ha. Login config. Thì trong login config này chỉ định authent method. Đó là basic. Cái này gõ nha, chứ mình không có chọn nữa đâu, hồi xưa nó còn có giá trị chọn thì không có, và phải gõ và gõ một vài lần để bạn nhớ mấy cái thẻ đi. Rồi tiếp. Rồi sau đó đó bạn định nghĩa đây là mình khai, chỗ này mình không có làm cái comment được các bạn nha. Nên phải chú ý giùm thầy á, comment nó bị lỗi khi mà view. Trên đây á các bạn lưu ý giùm thầy là login config á là chúng ta đang mô tả cái trang web, cái web của mình nếu mà dùng cái cơ chế xác thực basic. Mà còn nếu mà các bạn dùng form base thì là form. Rồi mình phải khai báo định nghĩa cái role ha, định nghĩa cái role này, ha, định nghĩa cái role ở trong cái ha, cái web của mình, security role là khai báo role trong web của mình. Ở đây á bạn phải thấy rằng á bên cái Payara thì bạn đã định nghĩa user cái group, và đây á thì trong cái phần này mình định nghĩa khai báo role. Role là xài trong trang web của mình, trong cái web của mình định nghĩa cái role này truy cập được những cái vùng nào. Thì sẽ thầy đã định nghĩa một cái role ha, security role, thầy đặt cái role name tên là quản trị đi, cố gắng đặt chỗ khác ở bên kia để mình hình dung nha. Thì những người nào có role quản trị á thì có thể truy cập từ cái phần admin đi chẳng hạn. Và bây giờ role quản trị này mình nói là những người nào sau khi đăng nhập có role quản trị, bây giờ làm sao mình biết được role quản trị? Mình đây mình map cái role quản trị này từ cái group bên này nè các bạn, group nào từ bên này nè. Đây. Rồi có một role ha, chỉ một role quản trị thôi. Và sau đó mình sẽ khai báo một cái là security content. Thì trong cái security content này á, bạn sẽ khai báo một cái gọi là web resource collection. Thì trong cái web resource collection này, các bạn sẽ định nghĩa cho thầy cái phần gọi là web đặt cho nó một cái tên ha, web resource name. Cái name ha, thì mình gọi là for admin đi. Đây là cái name thì bạn muốn đặt tên gì bạn đặt, và bạn khai báo cái gọi là URL hoặc tên. Thì URL hoặc tên của chúng ta đó thì bạn sẽ ghi là việc admin thì sao thì phải. Tức là mình sẽ bảo vệ ha, mình sẽ bảo vệ cái thư mục này. Cái tên này bạn đặt tên gì cũng được, không đặt cũng không sao đâu các bạn, đặt nó vẫn chạy chóng thôi. Nhưng mà mình sẽ cho biết là chúng ta đang bảo vệ cái vùng nào. Là chuyện admin là bạn thấy không? Root nè, rồi chuyện admin nè, chuyện admin chuyện sao đó là những cái tập tin trong cái thư mục admin là phần được bảo vệ. Và mô tả người nào có quyền truy cập vô, đó là mình sẽ khai báo là cái
authent cộng trên. Authent cộng trên là sẽ mô tả ai được truy cập vô đây. Đó, role name theo role ha, thì role quản trị. Những người nào có role quản trị sẽ truy cập role. Trên này là khai báo role, còn chỗ này là mô tả role này, role này, người có role này sẽ truy cập từ vào cái vùng quản trị. Xong. Ở đây thì thầy không vào làm comment được nên thầy không có đưa comment vô. Ở đây thầy không làm comment được nên thầy không đưa comment vô. Nhớ nha. Cho nên các bạn phải chú ý, phải nhớ và làm một vài lần cho nhớ. Còn comment thì chắc các bạn phải comment cái chỗ nào đó mà không chạy được á. Cái còn chạy là lên lên có lúc mà nó báo lỗi thì không biết sao nữa ha. Rồi gõ cái này coi như là xong rồi các bạn, là mình bắt đầu mình chạy thử được rồi đó. Và để chạy bài này á thì thầy khuyên các bạn là nên dùng các tam kết, nên dùng cái này là cái trình duyệt là gì ta, để thầy coi là Firefox Developer. Bạn nên dùng cái phần mềm cái trình duyệt này ha, tại vì trình duyệt này sẽ không lưu session, cho nên mỗi lần bạn đăng nhập xong mà phát ra thì bạn sẽ vô lại được. Chứ bạn dùng những trình duyệt khác á thì nó lưu session lại thì nó sẽ khó khăn hơn ha, test nó sẽ khó hơn thôi. Rồi gọi vô đi các bạn. Rồi gõ xong chưa các bạn? Được chưa? Xong rồi chạy thử rồi các bạn. À chưa xong, còn một bước nữa các bạn. Ở đây á, mình mới mô tả role. Còn bây giờ mình cần phải map cái role này về cái group để mình mới xác thực nhiều giờ được, đúng không? Thì để map cái role về cái group á, thì bạn phải thêm cho thầy một cái tập tin email gọi là payara.email thì phải. Đây, bạn lít chuột phải vô ha, cái project bạn chọn là new, chọn add. Bạn kéo xuống ở đây, bạn chọn Payara Decryptor. Thầy để từ từ cho các bạn chọn nha. Chọn từ đi. Thầy để nó cho một chút cho các bạn chọn á. Đúng á.
Alo, sao rồi các bạn? Nét. Thì nó sinh ra tập tin này nó hơi sai vị trí chút. Các bạn cứ sinh ra đi. Các bạn đem bạn cầm cái tập tin. Thường mấy tập tin email này phải nằm trong cái web DNF. Cái này nó sinh ra bị sai. Cho nên mình kéo vô đây. Thầy nắm đầu nó mà kéo vô. Thì bên này nó lại có cái giao diện này các bạn. Thì chỗ này á. Thì bạn hãy chọn cái phần security thôi. Các bạn. Add security role mapping. Thì chỗ này cái role của mình á là role quản trị, thì là quản trị rồi. Và mình map vào cái group ha, add group nè, như là group là mình là group admin nè. Cái group này á tên gì á là nó phụ thuộc vào cái tên mà các bạn khai báo ở đây. Muốn map vào group nào cũng được hết á, không quan trọng nha. À, ok. Rồi, lưu lại là xong rồi đó các bạn. Vậy thôi các bạn, bạn có thể chọn HTML coi nè. Chọn nhập HTML và code nè ha. Qua là mình khai báo cái này thôi nè. Một cái này thôi được các bạn. Được chưa? Làm được chưa các bạn? Dạ rồi. Rồi, xong là xong rồi đó, lên thôi. Những lúc lên chạy. Đấy không? Vô trang trang này là trang bình thường nè, trang index là bình thường nè. Bạn vô thử admin nè. Thực ra mình vô admin này chứ là admin.index.jsp á, thì viết như vậy nó sẽ vô tự động nó vô index.jsp. Để mà các bạn đăng nhập nè. Bạn đăng nhập sai nó đâu cho vô đâu. Đăng nhập đúng nè, quang nè, password 1 nè. Sign đúng không? Host là forbidden. Quang 1 đúng không các bạn? Admin, admin, quản trị. Đúng không? Quản trị. Mất cái local host. À, đây là cái này. Hồi xưa là phải ra web đúng rồi. Để thầy tắt cái này là chạy lại nha. Cái này đăng nhập sai gì đó rồi. Admin. Thấy không? Quang. Các quật 1. Nó vô. Rồi quản trị các bạn chạy có bị vấn đề gì không? Cho thầy đi để thầy coi cái rôn rồi nè quản bình trị thường ha. Các bạn là chạy đường đúng không? Cho thấy máy có thể cái gì đó Dạ chưa được hả?
Thì được, đúng rồi, nhưng mà cái vấn đề là thầy đang bị cái gì đây nè? User. Để vô coi cái admin đang bị cái gì đây. Quang group là admin, password có rồi, thực vậy ta. Mở bằng Chrome thử các bạn. Quang một để thầy mô tả nó sai cái gì đây, việc admin admin đúng rồi nè, việc admin thì sao, đúng rồi, việc admin sao, mấy thầy đang bị cái gì ạ? À? Admin config security role security content fabric collection ql button content 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 xem là role name web app. Ủa không có gì sai đâu, cái thứ một được bảo vệ là chỉ admin admin admin. Mấy bạn khác thì sao, ngoại trừ bạn 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 Bạch, các bạn ok, khác thì như thế nào các bạn? Quang nè, min user chị thử lại cái này thành view map user được coi. Ủa, pay ara web web html web inf và chừng thế này để thử coi chuyển ra ngoài được. Đình 403 biết đình có số kỳ đó, sao lại là 403 group là min map group user user hai chữ admin nó bị cái gì?
User thì nó cho vô như là bị lỗi cho cái chữ admin rồi các bạn. User thì nó cho vô, như vậy thì các bạn phải vô bằng đổi lại thành cái group này thôi. Để thử chút xíu nha, bên này là cái chữ mà chữ hôm nay cái chữ admin nó không cho vô nha các bạn. Group admin nó không chịu nha. Chưa hiểu. Đây. Dream file. Bạn đổi là cái chữ cái group nè các bạn, cái group á là từ admin bạn đổi thành chữ mode chẳng hạn, mode mode đi ha, đổi lại giùm thầy các bạn nha, thầy cũng chưa hiểu tại sao nó bị dài, thử ra nha, admin đổi thành mode giùm thầy, user vẫn giữ nguyên, thì bạn về đây bạn thử lại cái chỗ này nè, này user mode, mode. Rồi, lên là rồi mình sẽ vô admin nè ha. Quang nè. Có quật 1. À, nó cho vô rồi đó các bạn. Thấy chưa? Các bạn có thể vô cái tập tin admin.txt nè. Bạn truy cập vô là bạn đang có quyền admin, nhưng mà có thể truy cập vô cái tài nguyên trong cái thư mục admin. Như vậy là nó đang bị lỗi ở cái chữ admin nha. Đây là cái group name mà tên admin nó không cho đi. Chú ý giùm thầy nha. Thì không biết tại sao nó bị lỗi, hôm nay nó bị lỗi cho bình thường thì nó vẫn chạy ra. Chú ý. Ok chưa? Rồi, như vậy á thì bài cái bài là basic á thì thầy ngừng ở đây, bây giờ thầy làm tiếp qua cái bài gọi là form bay nè, thì form bay cũng y chang vậy thôi các bạn, lấy chuột phải vô bạn nêu một cái gọi là SQL form, bắt SQL form đi ha, form nó cũng giống như cái này thôi, không có gì khác đâu các bạn, thì chỗ này mình cũng đặt tên là trang này, trang index, đây là index. Rồi chúng ta cũng tạo ra một cái thư mục bảo vệ tên là admin nè. Bây giờ trong này cũng tạo ra tập tin gọi là test index nè. Rồi tạo ra một cái trang admin luôn nè ha. À vậy thôi các bạn, rồi các bạn làm đi để chúng ta mới đầu tiếp nè. Rồi xong chưa các bạn? Nếu xong rồi á thì mình nêu một cái standard deployment director ha. Rồi các bạn cũng khai báo tiếp nè, login config nè, rồi sau đó bạn ghi là auth method nè, form, và khi bạn để chữ form á thì bắt buộc bạn phải khai báo tiếp ở dưới này nè, đó là form login config nè.
Thì trong form login config nó có hai file nè, đó là một là form login page nè, thì mình sẽ đặt tên nó là login luôn ha, login .php và yêu cầu thêm là form login form error page thiệt là đang bị gì các bạn chịu mà. Đây thiệt là login fail chấm bị. Và nhìn trên đó thì các bạn cũng thấy là chúng ta chưa có cái tập tin, hai tập tin này, hai tập tin này thì đặt ngay trên root ha. Giờ mình sẽ tạo ở đây thì cái phần này á, cái phần login bằng form này sẽ phức tạp hơn là mình phải tạo ra hai cái file này. Rồi tiếp theo thì cái công việc nó giống như tiếp theo cái công việc giống hồi nãy thôi các bạn. Chỗ này bạn định nghĩa một cái security role thì mình cũng đặt tên là quản trị đi, role name tên đó là quản trị ha. Rồi security control, rồi security web resource collection đúng không? Web resource name or admin. For admin là cái tên, bạn đổi tên khác được nha các bạn, chứ bạn thích bạn để chữ admin cũng được ha. Đây nó là cái tên, bạn muốn đặt tên gì bạn đặt, quan trọng của mình là cái dưới này nè, đó là web resource URL button chuyện admin style. Rồi sau đó dưới này là mình sẽ mô tả cái authent control. Thì authent control này là cái role name sẽ là quản trị. Rồi, giờ là xong. Rồi xong. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra trang login này. Trang login á là các bạn phải để ngoài admin. Các bạn để trong admin, cái thư mục admin đã được bảo vệ, mà để login bên trong mà truy cập vô thì nó
rất là khó khăn ha. Nên mình là nêu một cái trang login nằm bên ngoài và một cái trang là login fail, đúng không? Login fail nè. À, nêu một cái trang gọi là login fail HTTP. Trang này nó dễ, mình làm trước nè. Thì chỗ này các bạn chỉ ra cái H1 thôi. Thì valid username or password. Này mình cho cái style này ha. Color red. Xong. Rồi bây giờ mình qua mình làm trang login. Xong chưa? Phần này của bài bạn thấy rất là đơn giản ha. Đi thi là login mà dùng Fanpage là được 25 đến 30. Pages là 20 đến 25 tùy đề. Và khá là đơn giản cho nên các bạn cố gắng làm để lấy điểm các bạn ha. Login thì mình làm cái form thôi. Cái này rất là đơn giản thôi các bạn. Action là bằng ở đây cái action á là chúng ta check mà cái web container check thì mình dùng một cái serverless do người ta cung cấp sẵn gọi là dây gạch dưới security check method có thể cho post được ha. Deep đúng không? Cái này mình sẽ là username với password. Thì ở đây các bạn chỉ cần nhớ cho thầy cho được cái chữ dây security check thôi. Này là username. Cái dây security check á, nó đọc cái test đó, đọc cái phần name này á, tên là dây gạch dưới username. Password cũng vậy các bạn, dây password. Input style bằng password. Name bằng dây gạch dưới password. Đó. Thì có như vậy là khác biệt thôi. Ai bằng submit value bằng login. Như vậy là xong các bạn.
Xem chưa? Xong rồi mình còn thiếu một bước cuối cùng. Đó là thêm vào cái tập tin là new para-descriptor. Nãy bạn mới thêm rồi thì sẽ nằm ngay đây ha. À, thì nó nằm sai vị trí để mà kéo nó về web.inf nè. Web-inf nha. Rồi, security. Add một cái sự role mapping. Role mình tên là quản trị. Map về cái group tên là mode ha. Đây là xong. Rồi, ok rồi, chúng ta chạy thử nè các bạn. Rồi, mà nó cũng sẽ kêu form nè, các bạn đi vô thêm mục login nè. Nó cũng bắt các bạn thấy không? Nhưng mà lúc này bạn thấy không? Cái form login là form của mình rồi, chứ không phải hợp phải login nữa. Cũng là quang nè ha, anh quật là một nè. Đúng thì nó cho vô nè các bạn. Ừ. Bây giờ là bị gì đấy? Hay là quang mới quật là một không? Hay là bị dính lỗi nữa rồi? Mốt khoảng kỳ kỳ vậy? J password name J username JWT J username J không có gì sai trái hết đúng không? Bên kia là role là mode. Cái gì vậy vậy nó không rồi qua mode group name quản trị group name là mode thôi bạn đừng để group mode để user thứ ra user đúng không đợt này nó cũng không vô luôn. Có sức kỳ vậy đó. Quản trị mốt.
admin. Khả năng là của mình á, đã vô rồi đó các bạn, nhưng mà khả năng á đây á, theo thầy nghĩ là do thầy đang lốt cái khả năng là do ở đây á, thầy đang lốt cái cửa sổ admin á 4848 lên, nó bị lỗi đó các bạn. Rồi nó chạy rồi đó các bạn nha. Bây giờ mình chạy lại thử nè, mình thầy lốt và thầy đăng nhập vô bằng cái user nè. Có nghĩa là sau này các bạn phải chú ý là cái admin console mà chạy chung với cửa sổ tâm cửa sổ chính cửa sổ 8080 của mình nó sẽ bị lỗi đó. Admin nè, thầy lốt bằng user vô nè. User nè. Nó gọi là 1 nè. Phải không? Là forbidden, đăng nhập thành công nhưng mà là forbidden. Được chưa? Đăng nhập được rồi đó, forbidden nha. Khác. À, bạn cứ tắt đi bạn chạy lại. À, thì thầy dùng cái tâm kết, Firefox developer, thì cho nên là người ta quản lý cái việc đăng nhập, quản lý cái session cho thầy nó khá là tốt. Rồi các bạn xem lại coi chúng ta có vấn đề gì không. Phần demo là nằm ở đây thôi các bạn, chỉ có hai phần nhỏ nhỏ này thôi đó các bạn, là phần demo về security đó. Đi thi bạn lắp hai phần này vô ha. Rồi bây giờ chúng ta làm cái một chút về cái bài của mình ha. Rồi còn giờ nữa thì làm demo một chút kết nối về cái database, tức là sau khi mình login xong mình show all user coi nó như thế nào. Rồi thì như vậy á, thì mô hình login đúng không ạ? Mô hình mà authentication bằng form base và basic form và basic thì thầy vừa trình bày với các bạn. À quên. Như vậy á thì chắc là thầy dành cho các bạn khoảng tầm là 5 phút nữa đi. Các bạn chạy lại cái bài vừa rồi. Các bạn chạy lại đi, có vấn đề gì không? Có gì cần trao đổi hay không? Được chưa? Chạy lại cái bài vừa rồi đi các bạn. Năm phút nha. Rồi nếu chúng ta không có gì hết á, chúng ta đi tiếp về mặt lý thuyết nè. Thì bây giờ nói về cái chiến lược xác thực authentication authorization, chiến lược phân quyền nhé, authorization strategy ha. Thì về chế độ bảo mật của Java thì Java cung cấp cho các bạn hai cái chiến lược để mà kiểm soát cái phân quyền. Một đó là declarative access control, thứ hai là programmatic access control. Thì cái declarative á, các bạn sẽ thấy ha, declarative á, declarative mà chúng ta vừa làm xong
Có nghĩa là cái phân quyền của chúng ta nó nằm ở chỗ đó là trong cái tập tin web.html chúng ta đang mô tả cái phân quyền là chỗ này này các bạn. Tài nguyên này của chúng ta thì admin thì sao cho phép quản trị. Bạn có một cái tài nguyên thứ hai, bạn cứ đưa xuống mà mô tả là cái role nào được truy cập vô thì đây là phân quyền. Và cái phân quyền này á thì các bạn sẽ thấy rằng á cái phân quyền này của chúng ta là chúng ta đang phân quyền bằng cách là khai báo bằng HTML, thì cái này chúng ta gọi là declarative, declarative. Còn chúng ta có viết code thì viết code ở đây người ta gọi là programmatic ha, là lập trình. Trong phần trong bài này thì thầy sẽ không đi sâu vào cái phần lập trình mà chúng ta chỉ khai báo thôi. Thì về cái declarative security sẽ cung cấp chúng ta cái chế độ bảo mật tới tài nguyên và giúp cho cái bằng cách là cấu hình trên web application và cấu hình trên server. Và cái declarative security này ha sẽ làm việc trên một cái lớp tách rời different layer của cái web. Ưu điểm á, thì cái này á, khá đơn giản nữa mà dễ bảo trì tại vì mình mô tả thôi. Nhưng mà nhược điểm á, thì ở đây á, thì khi mà bạn khai báo cái cơ chế bảo mật thì cái declarative khai báo ở đây nó sẽ tích hợp cho toàn bộ cái website và các bạn không thể nào phối hợp vừa fanpage vừa pagesheet được. Một vài chỗ làm fanpage, một vài chỗ làm pagesheet không được, chúng ta phải dùng một loại thôi ha. Rồi password nữa ha, thì cái vấn đề là password nữa. Rồi thì bây giờ là để cài đặt cái declarative security thì đầu tiên mình thiết lập username, password và role. Đúng không? Username, password và group thì xác định trên web server, role thì mô tả ở phía client. Role là nằm ở phía client. Phần này các bạn có thể xem thêm ha. Rồi, ở đây thì có một điều bạn lưu ý thêm nữa là khi mà chạy cái phần bảo mật này thì cái trang mà trang admin 4848 á, localhost 4848 là không nên chạy trên cái trang mà đang test username password. Thầy nãy thầy chạy thì nên bạn thấy là nó bị lỗi á. Để không biết tại sao thì cuối cùng phát hiện ra là do đang chạy trên cái trang test đó đó. Đó là lưu ý á. Rồi. Rồi sau đó đó thì khi mà chúng ta đã có username password xong thì chúng ta phải mô tả cho đầu tiên cấu hình, báo cho cái web application server biết chúng ta đang dùng mô hình form base hay là mô hình basic. Rồi. Tiếp theo nữa thì nếu mà mô hình form base thì chúng ta phải tạo ra trang login. Thì đối với cái trang login phải sử dụng cái là dây security check. Cái này người ta ghi cái action nó bị sai ha, action phải là dây security check. Rồi sử dụng cái dây username và dây gạch chữ username, dây gạch chữ password, đó hai cái ô username và password. Chỗ này là cái security serverless là sai các bạn nha, đó là dây gạch dưới security dưới check. Rồi phải tạo ra một cái trang thông báo lỗi và sau đó chúng ta khai báo cái cổng trên security cổng trên trong cái web.html. Phần này thì các bạn có thể là xem thêm ha. Các bạn coi ha. Và ở đây khi bạn định nghĩa thì cái role để truy cập vô cái tài nguyên được bảo vệ của mình trong slide demo là sensitive thì sao, thì có hai role là administrator và executive ha. Đây là hai cái role nè, bạn xem thêm đi nha. Rồi như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái việc khai báo cái declarative security nó khá là đơn giản. Bạn muốn thay đổi thông tin gì thì khá đơn giản tại vì chúng ta chỉ thay đổi cho tính cấu hình thôi, không ảnh hưởng đến phần code. Bên cạnh đó thì người ta còn hỗ trợ các bạn cái là programmatic security. Thì đối với programmatic security thì bạn viết code. Ở đây á thì để mà thực hiện cái việc viết code như thế này thì chúng ta phải đảm bảo được là thứ nhất á là về vấn đề là chiến lược so sánh password, khẩu chiến lược tránh mật khẩu đúng không? Rồi đảm bảo được cái các tính mà nó portability là chạy được trên nhiều, các bạn phải viết cho nó tổng quát để nó chạy được trên nhiều cái cơ sở dữ liệu và là chạy trên nhiều cái web application khác nhau. Đừng để cho cái code chúng ta phụ thuộc vào một cái web application server. Nhược điểm của cái mô hình là programmatic này á, đó là chúng ta khó
khó mà, tại vì chúng ta phải viết code mà, cho nên là mọi sự thay đổi là phải xuống code thay đổi và sẽ tốn tài nguyên ha, mà tốn resource á để mà liên quan đến việc code này. À, tuy nhiên á, thì cái programmatic security nó còn có thêm một cái ưu điểm mà không thấy liệt kê trên slide, đó là bạn có thể phối hợp nhiều cái chiến lược khác nhau, là mỗi cái tài nguyên của chúng ta sẽ có thể áp dụng một cái cơ chế bảo vệ khác nhau, áp dụng một cái chiến lược kiểm soát khác nhau. À, và để hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc bảo mật như thế này thì cái lớp HTTP Serverless Request có cung cấp cho các bạn một số các cái phương thức, ví dụ là get outtime, tức là cho mình biết là mình đang dùng cái cơ chế xác thực nào. Rồi get cookie là lấy về cookie, số thông tin về xác thực mình có thể để trong cookie. Get header cho phép mình đọc một số header ra, thì thông tin xác thực mình có thể tạo lưu lại trên header để lấy ra. Get remote user, nếu mà người dùng đã đăng nhập thì cái hàm get remote user cho phép mình lấy về username của người đã đăng nhập. Rồi là web request session ID, lấy về cái session ID. Rồi là get session thì lấy về phiên làm việc, cái này bạn biết rồi. Cái hàm này rất là quan trọng là user inroad, thì cho phép các bạn kiểm tra xem là cái người dùng đã đăng nhập nó có cái role mà đang được chỉ định hay không. Cái người đăng nhập là cái người này này các bạn ha, remote user này nè, có cái role đã chỉ định hay không. Rồi get user principal thì lấy về thông tin của người dùng. Lấy thông tin ở đây ấy, là bao gồm là username với là cái thông tin về tài nguyên truy cập được á. Thông qua user principal mình không lấy được password đâu. Và trên đây là những cái API mà HTTP Serverless Request đã hỗ trợ và giúp cho chúng ta thực hiện cái gọi là programmatic security. Và sau đó dựa trên cái kiến trúc này, phía Java ta còn dựng lên một cái mô hình là JAAS, Java Authentication and Authorization Service. Và cái JAAS đó đang được Graphics tích hợp vào trong cái mô hình login mà mình vừa sử dụng vừa rồi. Đó là do Graphics đã tích hợp cái JAAS vào rồi đó các bạn. Đưa ra cho chúng ta cái giao diện lập trình thân thiện hơn. Rồi thì về nội dung bài này thì thầy sẽ ngừng lại ở đây. Thì các bạn về coi lại ha, để chúng ta làm việc tốt với cái phần security như thế này. Thì đáng lý bài này thì thầy cũng sẽ trình bày bữa cuối đó, nhưng mà bữa cuối thì các bạn thấy là khi mà thầy trình bày xong thì lần sau đó là các bạn thi luôn, cho nên là nếu các bạn về nhà làm việc có lỗi thì các bạn sẽ không hỏi ai được hết, thì nó sẽ rất là không hay, tại vì nó có liên quan đến phần thi rồi, cho nên thầy đưa nó lên trước. Thì như vậy thì các bạn về cố gắng tham làm lại cái bài hai bài vừa rồi. Rồi bây giờ á, thì trong cái bài thi của chúng ta nó sẽ có một cái vấn đề, đó là sau khi bạn đăng nhập xong thì chúng ta sẽ thấy là ví dụ như bạn đăng nhập xong thì bạn sẽ đứng trong vùng admin, thì trong này cái trang index này nó hiện ra danh sách, ví dụ như là thầy gọi là danh sách các cuốn sách này đi, danh sách các cuốn sách này đi các bạn ha. Thì bây giờ làm sao á, mình viết cái servlet nào để mà mình có thể gọi ở đây được, đúng không các bạn? Bạn sẽ viết cái servlet như thế nào để mà chuyển trang cho nó phù hợp. À, thì cái vấn đề nó là như vậy. Thì ví dụ thầy truy cập vào trang index, tức là chuyển trang á, tức là thầy thầy truy cập vào trang index trong vùng admin, nó bắt thầy login, thầy login xong nó sẽ chạy lượt ngược lại về trang index, và trong trang index này nó sẽ hiện ra cái danh sách mấy cuốn sách này. Các bạn có hình dung được không? À, thì để làm cái chuyện này á thì là hỏi các bạn phải ví dụ như trong trường hợp này là các bạn phải viết servlet. Ví dụ thầy sẽ viết cho các bạn một cái servlet này ha, new ra một cái servlet. Thầy đặt tên nó là book servlet đi ha. Book servlet đi. New một cái servlet. Đặt tên là book servlet. Rồi thì cũng đặt tên trong cái bucket này vn.update.servlet. À, finish thì các bạn bỏ URL bạc tin rồi ha, bỏ cái này đi, nhưng mà bỏ cái server book cái serverless đi, nhưng bạn nhớ rằng á là khi mình truy cập vô admin, thì để truy cập vô admin mà gọi được cái book á thì cái bạc tin của mình phải có thêm là cái suyệt admin book ở đây. À, tức là bạn viết như này này các bạn, ra như này nè,
cái bạc tin nó phải ra như vậy mới được nha các bạn. Sheet admin sheet book như vậy trên đường dẫn á, các bạn sẽ gọi là sheet admin sheet book nữa mà thì mình mới truy cập vào serverless này được. Và khi truy cập vào serverless này thì chúng ta mới đọc dữ liệu từ database lên, xong nó trả về trong cái load cái trang index lên. À, tức là bạn làm gì đó trong chỗ này nè ha, đây là request chấm get request dispatcher đúng không, đi về cái trang này là trang index. Ở đây mình không có không có cái sự học minh đằng trước nha. À, tại vì sao, chú ý rằng khi bạn đứng ở trong cái sheet admin mà truy cập vô index thì tự động là sheet admin sheet index đấy. Chú ý nè, cái này là mấy cái mà nó khá ư là khó chịu, nếu mà chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ không lập trình được đâu. Rồi thầy đọc dữ liệu lên luôn cho các bạn nè. Để đọc dữ liệu thì đầu tiên bạn khai báo một cái entity ha, một cái Java class đâu rồi, Java class đặt tên là book đúng không, nằm trong là VN. Đó, thì mình sẽ có ba field thôi ha, ID, title với price đi. Rồi, refactor, capsule field. Rồi, các bạn tham khảo nha. Refactor, capsule field làm đi các bạn. Thấy chưa? Rồi sau đó mình làm cái DAN này các bạn. À sau đó quên có cái đoạn này chưa có driver thì 4 S driver 4 vô. Rồi làm cái DAN new Java class luôn, cục DAN vn.update DAN. Đầu tiên mà sẽ có là à nó không vô thẳng import java .xml sao connection connect db class.forname Microsoft SQL Server Driver. Rồi sau đó là mình sẽ có là khai báo cái URL. Localhost 1433 database name bằng T1 2005 E1 return driver manager chấm get connection URL username password
xong ha. Và đây thầy chỉ demo cho các bạn việc học lên thôi. Cái này xong thì thầy tiếp. Chỉ lét thôi nha. Xong viết public list list book entity book phải không có entity ion list book result sẽ gắn bằng new array list tên result trai rồi mình sẽ có connection côn bằng connectdb in query select id hay là title ID title from book book này là book không có chữ S rồi okay. Lưu ý á, là thực ra cái câu duy vấn này không có phân biệt chữ hoa chữ thường, trong đó thì thường á xu hướng là mấy cái lệnh của SQL thì hay viết hoa, cái còn lại viết chữ thường. Trong SQL á, thì không phân biệt chữ hoa chữ thường các bạn nha. Rồi prepare statement stm bằng con chấm prepare statement query result set rs bằng stm chấm sql query rồi sau đó là while s.net. Công việc này rất là quen thuộc với mọi người ha, tới làm lui vài lần rồi đó. Mình sẽ có là book b bằng new book volume ha, rs.getIn số 1, rs.getString số 2, rs.getIn tại vị trí số 3 đúng không, và result.sb xong là tổng kết nối các bạn ha. Đó là file call. Chào các bạn. Có vấn đề gì không các bạn? Alo.
Xong chưa? Chưa thì ơi. Được đúng không? À đây. Lưu ý là nhớ cuối hàng final có return result nha. Này nè, quan trọng. Yeah. Hay ở trong xem cái mức phạt Sao của em? mức NT á. Book entity. Đâu có book thôi, thầy không đặt cái entity nha. Dạ. Rồi hay ơi. Rồi. Thì bây giờ có cái này xong mình về book serverless nè. Cái này mình có thêm cái nè. Book. Then. Và request chấm set attribute chấm set attribute book đúng không dan chấm file đó là mình về trang index và bây giờ mình về trang index mình dùng JS đen mình hiển thị ra rất là hay ha.
Rồi bây giờ bạn đi về trang index này các bạn, chuyển qua trang index này đúng không? Thì dĩ nhiên là mình sẽ không đi thẳng vào trang index được, cái chạy đi vào cái book ha, cái sheet sheet admin sheet book này ha, đi vào thẳng vào index được đâu các bạn không? Cái gì mà sheet admin là được bảo vệ, thấy nè, cái sheet admin là được bảo vệ, nên là sheet admin sheet book dù là serverless này cũng được bảo vệ luôn. Nó hay là đó đó ha. Đây trong trang index bằng những cái SQL nè, nhỏ hơn phần trăm a cộng tắt lép ui bằng csb csl to prefix bằng c, thì chỗ này bạn sẽ làm cái table bình thường đó các bạn, đúng không? D head tr d x đúng không? D title ra right. Rồi đây mình có là the body tr cd. Thì trước kia á mình chưa học cái HTML, chưa dùng HTML, bạn phải dùng scriptlet ở đây, bây giờ không cần nữa các bạn. C hai chấm hỏi tuồng đúng không, hai tầm bằng đô la đóng mở ngoặc nhỏ, bạn thấy không? Bên này nè bút đa xin lỗi bút serverless nè, mình đã truyền qua cái bút này, đây là biến có scope scope request nè, mình chỉ cần đưa vào cái bút thôi, xong đô la đóng mở ngoặc nhỏ bút đúng không, và bằng y là bằng hai tầm như vậy đó, xin ra cái tác động đưa cái này vào giữa, thấy chưa? Ở giữa này các bạn chỉ cần là đô la đóng mở ngoặc nhỏ hai tầm chấm hai đi, rất là đơn giản các bạn ha, và code nó gọn hơn rất là nhiều. Thấy chưa các bạn, hai tầm chấm title và hai tầm chấm ra, xong không thông qua cái, không cần phải thông qua cái scriptlet, code nó rất là ngắn gọn ha. Rồi xong rồi các bạn chạy thử, các bạn chạy lên nè. À, bạn thấy không, bạn thì gặp vô là sheet admin nè, sheet book nè, thấy không, nó bung ra tại login nè, cứ đi vào cái sheet admin là được bảo vệ hết, bất kể đó là thư mục hay là ul, cứ có sheet admin là được bảo vệ hết, thấy nha. Quang bắt quật một, ok. Bốn. Gì mốt của sao phải quan báo quận một nữa, việc admin chip book bạn chạy thử đi các bạn, thấy có vẻ kỳ kỳ.
admin này. Trước đây hả? Most mốt để thầy sửa lại cái này mốt được rồi mốt 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 luôn nhiên nó bị cái lỗi đó được lúc không chịu admin quen quận một cấp viên rồi bây giờ bạn đi vô là chịu admin chịu bút này. Thấy không? Nói chuyện qua cái trang này. Này nó cần máy của thầy đang bị cái gì á, cái lần chạy nó phải đổi cái thông tin nó mới chạy các bạn. Rồi bạn thấy không? Cho sheet admin nè, sheet book nè. Phải không? Nó cũng bắt thầy login nè. Cứ sheet admin sau đó là cái gì nó không quan tâm, nó bắt mình login cái đã. Mình login đúng. Nó mới cho mình qua cái tiếp. Thấy chưa? Thấy chưa các bạn? Mình login đúng nó mới cho mình đi qua cái kế tiếp. Rồi thì hôm nay thì demo sẽ dừng lại ở đây. Các bạn xem lại có vấn đề gì không?